Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình Thái Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một cái series, đó chính là lắp ráp robot khủng long nha. Và cái tựa game này mang tên là Fight Tyrannosaurus. Thì anh em có thể tải ở trên Google Play một cách rất là đơn giản, miễn phí luôn. Và nếu như em nào thích cái video này, hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của tựa game, đó chính là lắp ráp robot khủng long, robot rồng, robot máy móc, xe máy các kiểu, robot siêu nhân. Và rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Anh em nhớ qua channel thứ hai của mình là channel MR Thành ở bên này để có thể xem thêm những cái video mới nhất nha anh em. Đây, các channel mới nhất ví dụ như Zombie Tsunami, về Yasuo Ma Kiếm, Shadow Fight 2, rất nhiều tựa game khác nhau luôn. Rồi chúng ta sẽ chơi này anh em. Đây, Fight Tyrannosaurus đây, mình sẽ chơi luôn cho anh em xem nha. Đó, cho tạo một bộ đồ chơi anh em ạ. Và mình sẽ mở khóa. Rồi, đầu tiên là sẽ lắp cái đầu con này. Khá đẹp. Ui, con này con Tyrannosaurus hệ lửa anh em nhá. Rồi, chúng ta sẽ lắp cái cằm của nó này, về cái cổ của nó này. Phải không? Rồi đấy, ok. Con này có vẻ dễ lắp hơn con rồng anh em ạ. Con rồng nhiều cái chi tiết ấy quá. Để chúng ta lắp cái cổ của nó. Tiếp tục là cái cổ thân dưới. Coi như là chúng ta sẽ sở hữu bộ đồ chơi đi mà không tốn tiền đi, hay chưa? Lắp trực tiếp và có thể chiến đấu trực tiếp luôn, khá là hay hò. Mình khá thích cái dạng game như thế này. Như vậy là chúng ta có thể sưu tập được thêm những cái dạng khủng long, những con robot mới. Cái này lắp đâu nhỉ? Cái này lắp đâu ta? Thật sự cái này mình không biết lắp chỗ nào luôn đấy. Hình như ở đây à? Đây, ok. May quá, vẫn nhìn thấy được anh em ạ. Tôi cứ tưởng không nhìn thấy cái con dạng robot này sẽ lắp kiểu gì cơ. Đây, cho cái chân vào đây luôn. Đó. Đấy, chúng ta sẽ lắp cái cẳng chân nha anh em. Đấy, mình lắp từ trên này. Thêm một cái vòng nữa ở đâu nhỉ? Đây, khớp nối anh em ạ. Lắp đến bàn chân, cổ chân. Đấy, bây giờ sẽ lắp đến phần thân này. Thế lắp đâu? Đây. Lắp ở phần dưới nha. Phần trên là sẽ có một cái nguyên một cái khối riêng biệt dành cho nó. Thêm một cục nữa này. Đó, thêm một cái khớp nối ở phía trên này. Rồi, chúng ta xong con này. Cái đuôi của nó sao nó cụt lủn vậy? Không vãi cả đạn. Chúng ta có chiêu 1 tấn công này, lao tới này. Chiêu 2 này, cắn liên hoàn này. Đấy, chiêu 3 này. Rồi, dẫm đất anh em ạ. Chiêu thứ 4 là bắn súng à. Đỡ đòn. Chơi gì đây? Bắn này à? Rút kiếm chém à? Bắn trưởng. Ui, bắn cả cái đuôi luôn anh em. Chơi gì đây? Chơi bổ à? Chơi bổ rồi sao ấy? Nhìn khá là hay nhỉ. Đây, mình phải di chuyển rồi. Hay phết. Chúng ta sẽ chiến đấu nhỉ? Hay là làm gì đây? Fight Tyrannosaurus. Đây, và chúng ta có thể chiến đấu với Ceratosaurus, Giganotosaurus và Ancient Octopus, có tất cả là 3 con quái thú để chúng ta có thể chiến đấu được. Mình thiếu con này trước. Rồi, Tyrannosaurus tấn công nào. Butter sẵn sàng. Nó thấy dùng chiêu gì anh em? Nó dùng thủ à? Mất máu, khá là khó chịu nhỉ. Chúng ta sẽ bị mất một đoạn máu này. Ở đây nó sẽ có cái kiểu khắc hệ lẫn nhau anh em ạ. Nó có thủ không? Hết thủ rồi. Ok, mình sẽ thủ phát. Hai con cùng tấn công. Sao mình đánh nó không ấy nhở? Khá là khó chịu ta. Rồi mình sẽ để thủ đi. Thủ. Rồi, smart đây. Cái này sẽ chọn chiêu anh em nhá. Chọn chiêu, mình thủ rồi. Tấn công này anh em ơi. Hình như nó sẽ thủ hay sao ấy. Chẳng biết có thủ hay không. Chưa, chờ xem. Cái gì vậy, nó kêu kinh vậy. Mình sẽ thủ tiếp đi anh em ạ. Chúng ta sẽ chơi chiêu thủ với nó. Cái này là cũng phải đánh tính toán đấy, không phải đơn giản đâu. Theo mình nghĩ là mình cứ dùng chiêu thủ để mình sẽ thắng nó. Ôi không được rồi, nó khắc hệ anh em ạ. Có chịu nhờ. Ấy chà, làm lại thắng ở đây. Tấn công này.
Nếu nó dùng thủ thì hòa. Hai đòn này đều cùng hòa nha anh em. Chúng ta dùng cái đòn smart để xem chắc chắn lần này nó thủ rồi xem. Mình có thể đoán được lần này nó sẽ thủ. Thủ không? Dùng chiêu gì? Ui cũng hòa anh em ạ. Thế nhở, thế mình nhọi chứ. Tiếp theo mình nghĩ nó sẽ sử dụng cái chiêu đáng lẽ mình nên sử dụng cái chiêu smart này thì nó hợp lý hơn. Không ạ, nó tấn công anh em ạ. Dùng chiêu gì? Nó dùng chiêu hình con hình đầu này và nó sẽ bị mất máu. Dĩ nhiên. Rồi, nó bị mất máu, bây giờ mình cần dùng tiếp tục dùng chiêu gì đây? Smart đấy anh em. Cái này như chơi như kiểu là quản thủ tì ấy. Ra cái gì ra cái này ấy. Dùng chiêu gì? Ui chết rồi. Các hệ anh em ạ, khó chịu thế nhờ. Như vậy chúng ta thất bại. Ui, phải Tyrannosaurus. Yếu vãi nồi. Trước kìm làm gì luôn ạ. Đây cái gì? Đưa đi đâu đây. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục là sử dụng con file Tyrannosaurus ở đây và mình sẽ đưa đi đâu được chỗ nào để đánh nhau này. Easy Ceratosaurus. Đầu tiên mình cứ vào mình thủ đây anh em ạ. Xong. Có thể nó sẽ sử dụng chiêu thủ. À không, nó sử dụng chiêu hình cái đầu này anh em ạ. Chết mày đi. Xong rồi, hợp lý không? Bây giờ thì tiếp tục dùng thủ tiếp anh em ạ. Mình nghĩ vẫn sử dụng cái chiêu cái đầu ấy. Xem nào. Hay sử dụng chiêu móng vuốt ta. Vẫn là sử dụng chiêu cái đầu anh em ạ. Rồi, nó mất khá nhiều máu đấy. Cái này phải anh phết anh em ạ, không phải đơn giản. Rồi, tiếp theo nó sử dụng chiêu theo mình nghĩ nó sẽ sử dụng chiêu móng vuốt anh em. Mình sẽ sử dụng chiêu attack. Thua. Ê, móng vuốt. Móng vuốt. Nó thua rồi. Hay quá. Chúng ta đã gọi là tìm cách để tiêu diệt cái con này anh em ạ. Tiếp tục nó vẫn sử dụng chiêu móng vuốt cho bạn xem. Mình có thể đảm bảo với anh em như vậy. Chiêu gì đây? Thủ. Ồ, sắp mặt rồi. Sắp mặt rồi. Mình sẽ bị mất đam. Ái chà chà. Bây giờ thì theo mình nghĩ nó lại sử dụng chiêu hình ở đầu của khủng long. Thì mình sẽ sử dụng chiêu thủ đi. Cố lên nào anh em. Cố gắng tiêu diệt nó. Đúng rồi, hợp lý quá nhờ. Và như vậy là chúng ta sẽ chiến thắng. Yes. Hay quá. Ơ What. Tiếp theo dùng chiêu gì đây? Tin là nó sẽ vẫn dùng chiêu móng vuốt. Đấy rồi. Hay rồi. Có thua đấy. Đấy. Mất máu chưa? Chết. Yes. Hay lắm. Chúng ta đã hủy diệt được team địch rồi anh em ạ. Trận này khó khăn thật sự luôn ý. Cực kỳ là khó nhằn. Rồi chúng ta ấn OK phát. Chúng ta sẽ ấn OK và chúng ta có thể thử sức mạnh của con Normal. Đây, Totten 2 trận và chúng ta win 1 trận và thua 1 trận. Rồi, mình sẽ chọn con hay tại đây, Anson. Sao điện thoại gọi nhiều ấy nhỉ? Ai cứ gọi điện thoại mình nó khó chịu ghê. Octopus. Rồi, mình vào mình thủ phát anh em. Con này nó sẽ trâu hơn so với bọn kia khá nhiều. Đó, tấn công này. Ui ồ, chưa sao nó vẫn dùng cái này nhỉ? Ui, khỏe lắm nhá. Ui ồ, con này khỏe thế. Con này khỏe quá thì không ăn được rồi. Từ từ á. Mình đánh với con Gigan đi á. Hai con này cũng là một cái gì đó khác biệt rồi. Mình sẽ dùng thủ trước. Mình có chiến thuật anh em ạ. Thủ. Dùng chiêu gì đây? Nó cũng thủ anh em ạ. Hai hàng hòa nhau. Không biết là sẽ dùng cái gì đây. Dùng thủ tiếp theo. Thì hy vọng sẽ dùng chiêu tấn công mình. Lại thủ anh em ạ. Chết thật. Mình không tin là 3 lần nó sẽ dùng thủ đâu anh em ạ. Lần này nó sẽ sử dụng cái con cái đầu hình con khủng long. Thế mình đoán là như vậy. Ở đây. Đấy, tôi biết ngay mà.
Rồi, mất máu, mất một lượng máu rất là lớn. Tiếp tục nó sẽ sử dụng đầu của con khủng long này cho mà xem. Ôi không ạ, không ạ. Các hệ ơi, chịu nhờ. Đánh khỏe hơn mình anh em ạ. Rồi bây giờ thì theo như mình thấy là nó sẽ sử dụng siêu thủ, nhưng mà xem nào, hy vọng thắng được. Khỏe thích nhờ, nhưng mình quan được nó luôn. Đấy, hợp lý. Nó sẽ mất một lượng máu khá lớn. Tiếp theo mình sẽ cần phải hack não nó để xem nó dùng cái chiêu gì. Hack não nó để xem nó dùng chiêu gì. Theo như mình đoán là nó sẽ không dùng thủ nữa đâu, và nó sẽ sử dụng một là đầu lâu, hai một cái đầu khủng long, hai là cái chiêu cào. À mình cào đi, nó đang đấy khá tốt. Cào đi này, rồi hack não nó phát nhỉ. Hack não nó phát nữa. Bây giờ thì nó hoàn toàn có thể sẽ sử dụng chiêu thủ. Não phát, xem nào, có đang tấn công không. Thủ đi em ơi, chết tiệt. Đúng là không thể nào đoán trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Khó nhỉ, khó thật sự luôn. Vẫn nhăn đi, không hề dễ để giết được cái con khủng long này. Thủ, đúng rồi, hợp lý. Thì có thêm một chiêu nữa, nó nghĩ nó sẽ ăn được mình. Và đây, bây giờ thì chắc chắn nó sẽ dùng cái vuốt anh em nhá. Mình phải đoán được nó sẽ dùng vuốt. What the fuck? Không thể tưởng tượng nổi là mình vẫn bị nó lừa. Vuốt. Không thủ em. Không thủ à? Chết tiệt thật sự rồi. Thủ ơi. Hay quá. Hoàn toàn thắng được anh em ạ. Chết. Hay thật sự luôn. Và rồi thì chúng ta sẽ cứu mê nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.